Trại bò Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Trưa hôm nay là ngày 28 tháng 2. Bò em về trại gồm có ba bê, thóc kem. Bò về trại rất là đông luôn. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét tới chủ chốt bò em xe nhà em giao tận nơi cho anh chị. Để em quay tổng thể nguyên hình thì bằng cần phần đầu, ghim vai, sân lưng, bản đùi. Để anh chị xem dễ phân biệt. Để em nói giá luôn, rồi chiều cao của bò, bò gì rõ ràng bò gì, pháp kem hay ba bê em nói anh chị dễ hiểu, biết luôn. Con số Con này là bao con nhiêu? Con pháp kem số 22. Đây, con pháp kem này là số 22. Nguyên cái lô bò lỡ phía bên đây. Đây 4 con bò lỡ này giá là 24 triệu 500 ngàn. Đây 4 con bò lỡ này chỉ có giá là 24 triệu 500 thôi nha cả nhà. Siêu rẻ luôn. Chiều cao của bò là 1m3. Đây. Có 25, 26, 27, 28, 29. Là giá 22 triệu 500 thôi. Rất là rẻ luôn nha anh chị. Còn 4 bò quá lỡ, rẻ luôn. 4 bò lỡ này giá là 24 triệu 500 ngàn. Bò ngoài rất là bự luôn nha anh chị. Xương rất là to. Trại bò em đã tuyển chọn rồi, những mẹ nái lớn nền sau này nuôi chất lượng thịt đạt cao, xương to, đòn dài lưng thẳng. Đây nguyên lô bò này là có giá 24 triệu 500 ngàn, siêu rẻ luôn, ở ngoài siêu bự đúng luôn nha anh chị. 4 con bò lỡ, còn nguyên lô từ con 2 số 24, giải dụng đổ dài ra phía đây là 22 triệu 500 ngàn. Đây, còn nguyên lô ở phía trước này là có giá là 22 triệu 500 nha anh chị. Đây, siêu rẻ, siêu đẹp luôn. Tiếp theo là em sẽ quay đây cặp bò 3B này, con số 4, con số 5 thì có giá là 39 triệu. Đây hai con 3B đen này chỉ có giá là 38 triệu 500 thôi nha anh chị. Đây cặp bò kem ở bên ngoài đây chứ giá là 37 triệu 500 ngàn thôi, siêu rẻ siêu đẹp luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa nhanh tay nhấc máy gọi số điện thoại 0395 168 767, chạy bò Tư Chiến. Đợt này về lô bò này siêu đẹp siêu VIP luôn nha anh chị. Đây hai con 3B này, ở ngoài cực kỳ bự, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Chỉ có giá là 38 triệu 500, hai con 3B siêu đẹp. Vàng mông siêu khủng luôn. Địa chỉ trại ấp Chồng Lớn, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, trại bò Tư Chiến. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mua nuôi liên hệ số điện thoại. Trại có xe nhà giao tận nơi cho cô chú anh chị luôn. Rồi. Cuối video trại bò Tư Chiến cảm ơn cô chú bác và anh chị gần xa thời gian qua đã ủng hộ trại. Em xin tạm dừng video tại đây.